đi chợ nổi thì có khu bán vé chợ nổi nè quý anh em. Rồi kênh YouTube Cano Sông Nước Miệt Vườn mến chào quý khán giả ha, mến chào tất cả bà con có chung với mình cái đam mê về cuộc sống trên sông nước. Trên đường mình đi ra bến phà bến đò của những chiếc cao tốc á, đây là có những cái ghe mà tàu du lịch nè quý anh em. Những cái tàu du lịch này á là chở khách du lịch đi tham quan cái khu chợ nổi Cá Găng này đây. Ha, đây là khu chợ nổi Cá Găng. Ở trên đường đi á, rồi mình đi ngang qua đây rồi mình ghé lại mình quay tí xíu thôi. Tại buổi này là đang chiều rồi, gần 4 giờ chiều rồi. Đây nhà nước đang làm bờ kè ha. Có dịp nào mình sẽ quay về cảnh chợ nổi Cá Găng. Đây là đặc trưng của xứ sở Cần Thơ, thuộc quận Cái Răng, mà không nơi nào có được cái cảnh sinh sống trên sông nước mua bán như thế này ha. Đất nước mình chỉ được có 1-2 điểm thôi à, để có dịp nào mình sẽ quay cho quý anh em xem. Còn đó là những cái chiếc để mà nãy mình có nói đó, những cái chiếc để mà chở khách du lịch tham quan chợ nổi Cá Găng nè. Hướng này là ra Cần Thơ, ra bến Ninh Kiều ha. À, giờ này là chỉ còn những cái ghe mà bà con chở các loại nông sản như là bầu, bí, dưa leo, dưa hấu, khoai, củ sắn, rồi su hào, rồi đủ thứ. Ở đây cũng có mấy cái nhà hàng ha, giờ này nắng quá vậy bà con người ta mấy cái nhà hàng che cửa lại rồi, có lẽ là hoạt động buổi sáng. Giờ này là mình thấy đóng cửa lại hết. Cho nên quý anh em tham quan Cá Găng này thì nên đi buổi sáng ha, sáng sớm. Hiện tại thì mình đang có mặt ở bến tàu. Để mình xuống mình quay mấy chiếc tàu cho quý khán giả xem chơi ha, giải trí thôi. Phía trước mặt mình thấy có một chiếc tàu cao tốc mà thường thường trên video mình thỉnh thoảng có quay á. Đó là một cái chiếc du thuyền ha, một cái chiếc du thuyền. Ví dụ anh em bà con ở mọi miền đất nước mình có đến Cần Thơ xứ sở của mình chơi thì bà con xuống ở bến Ninh Kiều. Ở đây có rất là nhiều chỗ để mà cho mình tham quan chơi. Ở phía trước đó là bến Ninh Kiều ha. Phía trước là bến Ninh Kiều có mấy nhà hàng. Đó, mấy nhà hàng nổi ở trên du thuyền đó đó quý khán giả. Mình đến để mà tham quan. Đây là tượng đài của Bác Hồ ha. Trên đường mình đi dài lại cái tàu du thuyền ở dưới bến Ninh Kiều á, mình có thấy anh em đang chuẩn bị để mình hỏi thăm nghe ha. Rồi, chào chào chú em đẹp trai. Cái này là mình đang chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị hội thi dân ca Nam Bộ của liên quan dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ. À, như vậy là ở Cần Thơ mình đang tổ chức liên quan thi ca. À, đây hình như mình thấy tài tử nè. Đó. Là đang chuẩn bị tổ chức liên quan thi hội ca ha. Tài tử. Tài tử của sông nước Miệt Vườn. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Cái gì có câu ha. Không biết thì hỏi. Muốn giỏi thì phải học. Đây cái sân khấu này quý khán giả. Mày mình đăng ký lên đây hát được nè quý khán giả. Mình hát cho quý khán giả nghe nha. Cái ngày hội này hôm nào mới diễn ra ha? Dạ tối ngày 1, ngày tối ngày mai khai mạc. Dạ. À, khai mạc vậy là mấy ngày mới có xong á? 3 ngày. 1 2 3. À rồi, cảm ơn nhiều nha. Như vậy là một tay
đây đây đây, mới thấy ngài rồi. Cảm ơn, nãy giờ không thấy. Đây nè, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11 năm 2022 ha, liên quan dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2022. Quý khán giả nào biết thì đến đây nghe ha. Thông thường thì chắc tổ chức vào ban đêm thì phải, chứ ban ngày ồn quá. Mà cái ca tài tử này á là ở dưới cái du thiền đó, nó cũng có nữa. Đây anh em bên khâu âm nhạc âm thanh đang chuẩn bị dàn âm thanh cũng ha. Cái dàn âm thanh mà hay á, mình ho nghe nó cũng hay nữa quý khán giả. Cái dàn đèn cũng khủng luôn. Nay cũng tình cờ mình đi ra đây mình gặp thôi, cho nên quay cho quý anh em xem chơi ha. Vườn này bởi vì có cái cảnh, có cây chuối, có cái buồng chuối chín đó nè quý nè. Họa sĩ nào vẽ giống quá, nhìn thấy trái chuối chín ngon quá. Đây là bờ cặp bến Ninh Kiều này, ở gần tượng đài của, ở chỗ khu tượng đài của Bác Hồ á. Phía xa xa là cây cầu Cần Thơ đó ha. Đây rất là mát ha, tại vì có những cái hàng cây như thế này nè, rất là mát. Và hai nữa mình đi đến đây là buổi chiều, buổi chiều cho nên không khí đây rất là thoải mái ha. Gần mé sông cho nên có cái hơi nước lên hay sao á, cái nhiệt độ cái rất là mát mẻ luôn. Đó là có cái tàu nãy mình nói đó, cái tàu ở phía xa xa đó, mình đi lại cho quý khán giả thấy. Du thuyền Cần Thơ ha. Đó là nhà hàng luôn nè. Nhà hàng Du thuyền Cần Thơ. Dưới đó là có ca đờn ca luôn nha. Đờn ca tài tử, ca nhạc. Ai muốn ca gì ca, ai biết ca hậu quản làm luôn cũng được. Còn mình không biết ca thì mình xuống đó mình thưởng thức âm nhạc, thưởng thức những người ca hát á. Đây có những vị khách, những vị khách người ta đi du lịch. Đó, có mấy cái tàu giờ du lịch nhỏ nhỏ phía đó nữa kìa. Nó nhỏ hoài tại vì gần cái chiếc lớn quá nè, cho nên mấy chiếc này nó thành chiếc nhỏ. Thôi để mình trở lại phía kia mình quay cái đoạn kia cho quý khán giả xem tiếp ha. Đây có cái chiếc tàu ba thân nè. Vậy cái máy gì ở xa quá mình thấy không rõ ha. Đó cái cầu thơ phía trên đó. Xa lắm, tại mình zoom lên á. Đây có rất là nhiều chiếc tàu. Tàu này đi du lịch, đi Côn Đảo cũng có nữa. Để mình xuống mình quay cái bến tàu cho quý anh em xem. Những chiếc tàu này bằng gỗ ha, rất là chắc chắn. Những cái loại gỗ mà có thể chịu đựng được hàng trăm, 200 năm á. Đó là gỗ sao, gỗ sến rồi đó quý khán giả. Những cái chiếc tàu rất là lớn, chở rất là nhiều khách ha. Chở rất là nhiều khách luôn. Để mà tham quan ở ngoài khu cồn, đó là thuộc sông Hậu nha, hoặc là tham quan khu chợ nổi Cá Găng là về hướng này. Đó, quý khán giả mà có đến Cần Thơ mình du lịch thì hãy ghé thăm những địa điểm này, rất là sướng. Đó, có những chiếc tàu giờ này thì mình ra đến đây thì cũng chiều rồi, cho nên có gì quay cái nấy cho quý anh em xem giải trí ha, thư giãn buổi chiều. Có chiếc tàu cái đằng đó cũng là tàu nhà hàng á, mình gọi là du thuyền á, có hai tầng ha. Đây chiếc này cũng là hai tầng.
đây là cái chiếc tàu cao tốc nè. Chiếc này là đi từ Cần Thơ, Vĩnh Thuận. À, chiếc tàu cao tốc này mình thấy nó cũng dài, khá là dài. À, chuẩn bị, có lẽ là chuẩn bị rời bến á. Chuẩn bị rời bến á, bắt tài. À, ví dụ bà con mà đến Cần Thơ rồi cứ đi Vĩnh Thuận á, là mình đi bằng những con tàu cao tốc như thế này ha. Tàu này được đóng bằng composite ha, chất lượng chắc chắn. Nó có bán kẹo bông gòn luôn. Quay về tuổi thơ. Cái bến rất là rộng ha. Thấy có rất là nhiều những chiếc tàu cây nhỏ nhỏ, nhỏ là nhỏ hơn cái chiếc này nha. Chứ mấy chiếc tàu cây này mình nói nhỏ chứ lớn lắm, chở mấy chục người, chở mấy chục khách đó. Đó. Buổi sáng thì rất là nhộn nhịp ha. Buổi này bớt nhộn nhịp à. Cái bến đi lên rất là sướng ha. Ở đây thì cũng gần cầu đi bộ nha, gần cầu đi bộ mà hôm rồi diễn ra cái cuộc đua võ lãi tranh chức vô địch toàn quốc á, là diễn ra ở cái đoạn cầu đi bộ là ở phía đó đó. Còn mấy năm trước thì diễn ra cuộc đua là từ ở cái cồn xa xa đó chạy về đây. Đây là cái bờ kè kìa đó, mình đứng ở trên bờ kè đó mình quay những cái giải đua đó đó. Còn đợt này là mình phải vô trong cái gạch nhỏ, gạch khê luôn. Ở đây thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều ha, thành phố Cần Thơ. Chạy bằng cái đuôi chữ Z ha quý khán giả. Chúc một chuyến đi an toàn, vui vẻ. Cái lịch mà đi mỗi một chuyến là mấy giờ đi mình cũng chưa rành ha. Tại vì đây là mình thì ở Cần Thơ thật, nhưng mà mới tới đây lần đầu. Quý khán giả cùng mình khám phá nha. Những cái chuyến mà để đi Côn Đảo là mình chưa biết nữa, đang tìm hiểu. Chừng nào mình biết thì quý khán giả biết à. Chứ cái chiếc mới chạy là đi Vĩnh Thuận. Còn không biết cái chiếc nào đi du lịch Côn Đảo, có thể là những cái chiếc nhỏ này nè. Hoặc là có một cái chiếc của Mai Linh. Đây mình thấy có cái bến tàu nè, bến tàu Mai Linh. Vậy là mình đến ngay điểm rồi đó. Có bến tàu Mai Linh quý khán giả. Để mà đi tham quan du lịch ở Côn Đảo rồi đó, là ở đây. Có thể là chuyến tàu đó đi rồi, hay là những cái chuyến này đi mình cũng không rành ha. Mình sợ là giờ này có thể là ngưng hoạt động hay gì rồi. Đi khám phá từ từ coi, tìm hiểu rồi. Để mình xem cái là mình biết liền.
Cái này Du Thiền Ánh Dương phục vụ quý khách cà phê và điểm tâm sáng từ ngày 2, ngày 7 năm 2022. Địa điểm là Đèn Ba Ngọn, Bến Tàu, khách Cần Thơ. Phục vụ từ 6 giờ đến 22 giờ. À, vậy là cái chiếc tàu lớn ở phía dưới đó quý khán giả. Vậy là dưới có điểm tâm luôn ha, dưới cái chiếc tàu mà mình quay đó, đó. Cái tàu Ánh Dương. Còn Mai Linh đi Côn Đảo thì để mình kiếm mấy cái bảng này mình đọc rồi biết à, đây không có. Không có rồi, không biết hỏi thăm ai. Phải có gặp được quý khán giả nào ở đây mình hỏi thăm quý khán giả của mình cũng đỡ. Này không phải, vì thông điệp Mai 5K. Đây có khu bán vé chợ nổi nè, quý anh em có tham gia đến đây á thì mua vé ở tại quầy này ha. Để mình tham quan muốn đi chợ nổi thì đây. Công ty thương mại dịch vụ du lịch 100.000 một vé ha, một khách. Đó là có hình ảnh ở chợ nổi vậy đó. Cái chợ nổi Cái Răng mình là hồi nãy mình có nói vậy ha, là ít có nơi nào có được ha. Đó là đặc trưng của miền sông nước, thuộc quận Cái Răng ha, của thành phố Cần Thơ. Đó là mình có muốn tham quan thì đến mua cái quầy vé ở đây. Bên này không phải, bên này cái gì vậy? Đó, có cô bán vé xinh đẹp ha. À vậy là cái tàu mà du lịch mình đi Côn Đảo của Mai Linh này là đâu có chuyến tàu nào dưới này, hay là mình đi mấy cái tàu cây đó cô? À vậy là tàu lớn cái màu xanh xanh đó phải không? Rồi cảm ơn cô nhiều. Để mình đi lại đó cho quý khán giả xem. Để mình tắt ha, để thời gian mình đi lâu quá. Đây là cặp mấy sông ha, rất là mát. Có những cây kiển làm rất là đẹp quý khán giả. Kiển này là của cây xanh của nhà nước mình làm á, để cho bà con ở thành phố Cần Thơ xuống đây ngắm cảnh giấc chiều nè, chắc giờ này mát quá nè. Đây có mấy tàu để chở khách du lịch rồi nè quý anh em. Ha, có rất là nhiều tàu để mình đến. Là nãy là đây là chiếc tàu Ánh Dương ha, còn cái chiếc mà đi du lịch Côn Đảo mình mới hỏi thăm cô đó, cô chỉ là ở đây, nhưng mà mua vé cái quầy vé hình như là ở đằng đó, hay là ở đằng cái chiếc tàu đậu không biết. Cái hướng này là mình đương đi về cái hướng Cái Răng. À có mấy cái cano, có mấy cano mấy ngoài nè. Cái chiếc phía bên này ha là cái Yamaha 115 nè quý anh em. À quá đã ha. Kế đây thì Yamaha không biết số mấy, là gác cái máy lên rồi mình không thấy, không biết ha. Bên đây một chiếc nữa, có thể là có nhiều chiếc á, nhưng mà tại giờ này mình thấy cái bến còn rất rộng nè. Giờ này trước mắt thì mình quay hôm nay mình thấy được có 2-3 chiếc. Còn tàu gỗ này rất là nhiều ha. Ngoài thì có những chiếc xà lan sắt đang chở đá để mà đi xây dựng quê hương đất nước ha, ngày càng tươi đẹp hơn. Hiện giờ là mình thấy cái mấy cái này là mình thấy đẹp rồi đó. Có mình là xấu thôi, càng ngày mình càng xấu. Còn quê hương mình ở Cần Thơ này thì càng ngày càng đẹp. Chỉ có nãy có nói rồi, mình càng ngày càng xấu, già rồi cho nên xấu quý khán giả. Mấy cây gì giống như mấy cây liễu rồi quý khán giả, mấy cái nhánh đưa xuống nhỉ. À vậy là đây một bến nữa ha, nãy một bến, đây một bến nữa.
mấy bến này á quý khán giả lên bản đồ Google Map á, mình search theo mấy cái tên này nè, ví dụ như cảng du lịch Ninh Kiều, hoặc là mình bến Mai Linh rồi đó, là sẽ chỉ trên bản đồ á, sẽ chỉ cho quý khán giả cái địa điểm liền. Mình tính tắt nhưng mà thôi lỡ rồi, quay dài dài cho quý khán giả xem ha. Rất là nhiều tàu gỗ dài dài nữa ha. Nãy giờ mình không biết nhiều chiếc nữa, nhiều quá. Đó, cái chiếc tàu Mai Linh đang dần dần lộ ra càng ngày càng rõ trên màn hình ha. Buổi chiều nè, bà con ở Cần Thơ đi xuống đây để hóng mát á, tại vì gần mé sông cho nên cái không khí rất là mát mẻ quý khán giả. Cái gì bà con ta tới rất là nhiều. Đây quý khán giả mình ở xa xa để mình quay cái chiếc tổng thể cho quý khán giả thấy ha, đó, cái tàu du lịch đi du lịch ở Côn Đảo đó. Rất là lớn nha. Người ta mà mình nhìn nhỏ xíu đó thấy không? Nè người ta nè. Cái chiếc tàu nó bà lớn đó, quý khán giả có thể hình dung được ha. Lại mình xem cái bảng. Chào chú. Tập thể dục cho khỏe nha chú. Ông anh đang tập thể dục. Cái này là bốn điểm là chợ nổi với lò hủ tiếu, vườn trái cây với đặc sản miền Tây, là một vé một người là 100k nha, là 100.000 á. Còn này tàu riêng thì cái giá có thể nó khác hơn. Có những chỗ để cho những người lớn tuổi tập thể thao rồi xuống đây nè. Gió nó quý khán giả thấy lúc nào cũng gió phất nè. Đó, đây là cái bến tàu. Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Cần Thơ, cảng du lịch Ninh Kiều. Đó, cảng nội địa hành khách du lịch Ninh Kiều. Rồi công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô, bến tàu Mai Linh, trụ sở là Lý Thái Tổ, khu Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Không thấy giờ. À đây giờ đây. Cần Thơ Côn Đảo là 7:30 với lại 11:00. Rồi Côn Đảo Cần Thơ là từ 12:30 cho đến 16:00. Hiện tại mình đang có mặt không biết mấy giờ, không biết nữa. Xem. À 16:09. Thì là không biết có mấy chuyến nha, có thể là ở chuyến tàu rất là lớn nha, du lịch mà có mấy tầng luôn. Bà con đam mê câu cá đây, em đi góc này mình nhìn á, đi nãy giờ là phía sau lái ha, phía sau lái của cái tàu á, giờ mình ra phía trước mũi mình nhìn lại. Còn mấy cái tàu cây nè quý khán giả. Nãy giờ quay bên chơi dưới bến rồi nha, trên chợ đây. Trên chợ đó. Có bán quần áo gì. À có cái cây cầu này xuống để mình quay. Ôi không được rồi, bị gào rồi. Không phận sự miễn vào.
có cây cầu gào lại. Mình không vào, mình đứng gần gần đây mình quay cho thấy. Đó, tàu đó quý khán giả. Rất là tuyệt vời ha. Màu xanh này là màu đặc trưng của công ty Mai Linh ha. À, có mỏ neo, có neo nè, cái neo nè. Mấy cái phao. Trên có mấy cái hệ thống điện. Đó là phía trước đó. Đây có cái Yamaha 85 mã lực. Rồi dài dài phía đó nè, dài dài còn rất là nhiều tàu ghe ha, rất là nhiều. Quay video cho quý khán giả xem giải trí. Rồi mình cũng tạm kết thúc cái video này ở đây. Chúc quý khán giả mình có một buổi chiều xem video vui vẻ, công việc làm ăn thì suôn sẻ ha, phát tài phát lộc để có tiền đến Cần Thơ này tham quan du lịch. Rồi thăm luôn sông nước miệt vườn ha. Mình chúc quý khán giả vậy đó, ai cũng có cuộc sống an lành, hạnh phúc. Tiền thì dồi dào ha, tiền của đây nha. Ngồi mình cười nghe khà khà. Mình đi du lịch được chơi. Mình cũng khoái đi du lịch lắm mà giờ. Giờ nó không có điều kiện đi rồi sao. Đi quay cho quý khán giả, ai có điều kiện thì đi ha. Rồi kết thúc nha, hẹn video sau.